nếu mà da body của bạn đang gặp cái tình trạng như là viêm nang lông hay là mụn body mà bạn đang cần tìm một loại sữa tắm giúp hỗ trợ làm giảm cái tình trạng đó và đặc biệt là có thêm một chút may mắn thì hãy một lần thử trải nghiệm sữa tắm mùi già đến từ thương hiệu Việt Lip này nhé. Như mọi người đã biết từ xa xưa người Việt ta đã có cái phong tục là tắm bằng nước lá mùi già vào chiều 30 Tết để gột rửa những cái điều không may mắn của năm cũ và đón những cái khởi đầu tốt đẹp của năm mới. Thì ngày nay thương hiệu Việt Lip đã cho ra đời sữa tắm mùi già nhỏ gọn tiện ích nhưng vẫn giữ được cái phong tục là tẩy trần đêm tất niên mà không cần phải thông qua nhiều bước đun nấu phức tạp và tinh dầu mùi già là một trong những loại tinh dầu khá là quý hiếm và đắt đỏ việc tắm bằng lá mùi già không chỉ là một phong tục tốt đẹp mà còn cực kỳ có lợi cho sức khỏe bởi vì lá mùi già có vị cay có tính ấm có tác dụng lưu thông khí huyết giúp giải tỏa căng thẳng phục hồi sức khỏe nên cực kỳ phù hợp cho phụ nữ sau sinh và nhân viên văn phòng thường xuyên mệt mỏi và stress ngoài ra tinh dầu mùi già còn chứa các hoạt chất chống oxy hóa giúp làm giảm mụn và tình trạng viêm nang lâu một cách hiệu quả và có thể mọi người còn chưa biết rằng trên da body của mình có chứa một hệ vi sinh vật cả lợi khuẩn và hại khuẩn trong cái quá trình sinh hoạt thường ngày khi mà mọi người sử dụng kem dưỡng hay là sữa tắm có chất tẩy rửa mạnh sẽ làm giảm và yếu đi cái lớp vi khuẩn có lợi trên da vậy nên mọi người hãy thử sử dụng sữa tắm mùi già này đi an toàn lành tính có nguồn gốc từ thiên nhiên và không gây hại cho da đặc biệt là còn chứa thành phần inulin. Đây là một chất sơ prebiotic cung cấp dinh dưỡng cho vi khuẩn có lợi trên da, làm tăng sức đề kháng và giảm các vấn đề về da. Để em test cho mọi người xem nhé. Em này thì có một màu xanh lá cây cùng với mùi hương từ mùi già mà người xưa thường hay gọi là mùi Tết. Thảo Mộc Việt Lip là thương hiệu dược mỹ phẩm với đội ngũ có kinh nghiệm về nghiên cứu, sản xuất, phân phối lên tới 10 năm trong lĩnh vực này. Đồng thời, sữa tắm mùi già Việt Lip đã có mặt tại các cửa hàng trên 20 tỉnh thành và còn được mở rộng hơn nữa. Khi mua sữa tắm mùi già tại Aliving, bạn hoàn toàn yên tâm bởi vì Aliving hợp tác phân phối chính thức với Thảo Mộc Việt Lip. Hàng hóa có đầy đủ giấy tờ nên không phải lan tan về chất lượng sản phẩm đồng thời sữa tắm mùi già Việt Lip có giá hấp dẫn với mức chiết khấu cao và hàng loạt vô trở giảm giá từ Alivin Alivin có mặt trên mọi nền tảng online, có cửa hàng để bạn ghé thăm, có đội ngũ tư vấn chuyên sâu giải đáp mọi thắc mắc của bạn về sản phẩm. Hàng chính hãng, giá hạt rẻ, kích ngay vào giỏ hàng để đặt sản phẩm nhé.